Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay thì Thảo sẽ giới thiệu đến mọi người một cái quán ăn rất là ngon. Và hôm vừa rồi mình vừa đi xong. Xin giới thiệu với mọi người cái đặc quang cảnh ở trên tầng 2 của quán Mai Sơn Sen. Quán này là ăn buffet với mọi người nhé. Hãy cùng Thảo chơi. Đây chính là ở phía dưới chỗ khu vực của chúng ta sẽ ăn buffet. Ở đây thì có rất là nhiều đồ mọi người ạ. Từ đồ nướng, đồ nguội, đồ mặn, từ hải sản cho đến bánh trái rất là đầy đủ và phục vụ thì khá là ok. Đây là lần đầu tiên mình đến quán này cùng với bạn bè của mình từ hồi đại học. Hôm nay thực sự là mình rất là vui và mình muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể biết đây là chè của quán này. Đây là khu vực ăn chè này, rất nhiều loại chè. Còn đây là khu vực đồ tươi sống, có cá hồi này, sushi này, đồ Nhật đấy. Đó, có cả bánh bột lọc. Đây là các người, đây là các bạn của mình này. Chúng mình đã rất là vui, rất là thích thú và cảm giác như hồi ngày xưa chúng ta còn đi học với nhau ấy. Bây giờ thì bạn nào cũng có gia đình hết rồi, đều có những cậu bé đi theo này. Đó, đây là khu vực đồ sống ở trên này, rất là tươi luôn. Đồ hải sản thì từ ốc cho đến tôm, hùm, nghệ, rất là nhiều luôn. Và đến đây thì các bạn sẽ phải dự bụng thật là to để ăn được hết được, thì chắc chắn là sẽ không được ăn hết được luôn đâu. Và mỗi một suất ở đây thì chỉ đưa là khoảng hơn 300 to thôi. Đây là khu vực tôm này, hoa quả này. Đó, đây là món chè thập cẩm, mía mút này, thập cẩm thịt chén nhá. Thì thực tế nhìn nó rất là bắt mắt, ăn rất là ngon và vừa miệng luôn. Chúng ta đã có những cái ảnh lưu niệm này và mọi người đều nở nụ cười rất là tươi. Đây chính là nơi mà các bạn có thể tổ chức hẹn hò với bạn bè, người thân và gia đình. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ nhé.